Xin chào đón với các bạn, đây là anh Hùng đẹp trai đến với ta từ Omeseba Beach. Giật. Anh rất đẹp trai và học kiếm cũng mới học thôi nhưng mà năng khiếu rất là giỏi. Giờ đây anh ta chuẩn bị học Pencastilat. Vâng, anh rất đẹp, giống kiểu Nhật. Anh đây là tinh thần võ sĩ đạo, đạo Việt Nam, Việt Nam Mi. Vâng, anh cho chúng ta thấy những đường gọi là rất chậm thôi để cho nó đỡ giật thôi mà. Ôi, ông cái gì thế mẹ. Nào, đội Thái Lan, quay đưa ra, cù chỏ rất mạnh, rất khiếp khủng. Quay Tony ra gọi bằng anh, quay rất được. Rồi, ok. Ờ, anh còn hơn vút rồi. Xin chào đón anh cưng nhé chúng ta. Ngồi xuống đi. Đẳng cấp có một của anh, chỉ có 102 trên đất nước Việt Nam. Từ Nguyễn sắp đi biểu diễn võ thuật tại cuộc thi võ thuật cổ truyền. Wow, xỉu. Wow, Les Sud Lavokini Kevin Levitt. Anh đã từng làm người mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng thế giới. Thân hình 8 múi vào ngực 90. Wow, Cường Nguyễn thật là đẳng cấp. Wow, xin chào đón võ sư Cường Nguyễn chúng ta.